Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại BVN TV 57.3. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin Á Châu với những bản tin mà ban biên tập của đài vừa nhận được trong ngày. Kính thưa quý vị, các chợ tại Bangladesh đầy thức ăn chay, tin từ Dhaka. Trong khi người Hồi giáo trên khắp thế giới cử hành lễ bắt đầu tháng chay tình Ramadan đầu tuần này, thì ngày hôm qua người Hồi giáo ở Bangladesh lò mù gồm hàng trăm loại thức ăn tại các ngôi chợ địa phương để chuẩn bị ngày đầu của tháng chay. Tại đó, người Dhaka có thể mua từng món từ thịt, bánh mì, kẹo cho bữa ăn tối sau ngày chay tịnh. Một số người đàn ông từ hôm qua đã đến các đền thờ địa phương để tham dự các buổi cầu nguyện trước bữa ăn tối do Hội đồng Quản trị các đền thờ và người thân thiện nguyện cung cấp. Tổng thống Bangladesh ông Zilur Rahman và Thủ tướng Sheikh Hasina đã chuyển đến nhiều thông điệp riêng vào đêm trước của ngày khởi đầu tháng Ramadan. Trong bài diễn văn của mình, Tổng thống nói rằng tháng Ramadan mang lại cơ hội để được sự xót thương của Thượng Đế. Còn bà Thủ tướng thì nói đó là cơ hội để mọi người tự giữ mình, tha thứ và thắp sáng lòng nhân từ đối với người khác. Người Hồi giáo Ấn Độ bắt đầu thánh lễ Ramadan trong bối cảnh giá lương thực tăng cao. Tin từ Tân Delhi, người Hồi giáo Ấn Độ đã phải chịu ảnh hưởng của giá lương thực tăng cao trong tháng thánh lễ Ramadan bắt đầu từ ngày hôm qua. Mặc dù Ngân hàng Trung ương của Ấn Độ đã tăng tỷ lệ lãi suất, làm cho Ấn Độ trở thành một trong những nơi có tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới trong năm nay. Tỷ lệ lạm phát của chỉ số bán sỉ đã ở mức 9.44% trong tháng 6. Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ đã tăng tỷ lệ lãi suất lên 50 điểm cơ bản nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống lại nạn lạm phát liên tục lên cao, mặc dù nền kinh tế lớn thứ ba tại Á Châu này vẫn đang tăng trưởng rất chậm. Giá cả của các hàng như nhiều yếu phẩm hàng ngày tăng cao đã ảnh hưởng không tốt đến các doanh nghiệp tại Tân Delhi, mặc dù họ thường có doanh thu cao nhất trong các mùa thánh lễ. Các quầy hàng gần nhà thờ Hồi giáo chính là Jama Masjid tại Tân Delhi đều trưng bày các loại sản phẩm iftar. Nhiều người phải xếp hàng dài để mua thịt, rau, đồ ngọt, sữa và các vật liệu khác. Bày tỏ sự tức giận đối với chính phủ, ông Mohammed Hayiz cho biết chính phủ nên phải bán giảm giá một số đồ trong thời gian lễ hội, nhưng họ đã không làm như vậy. Đánh bom tại phi luật tân làm hai người thiệt mạng, tin từ Cotabato. Hai người, trong đó có một cậu bé đã bị thiệt mạng và chín người khác bị thương trong một vụ nổ bom vào ngày hôm qua tại vùng đảo phía nam phi luật tân do phiến quân Hồi giáo gây ra. Hai người chết trong khi được chữa trị tại bệnh viện ở thành phố Cotabato thuộc đảo Mindanao, cách thủ đô Manila khoảng 556 dặm về phía nam. 10 người khác gồm phụ nữ đang được điều trị tại bệnh viện. Một nạn nhân cho biết tiếng nổ xảy ra đúng lúc bà đang đi ngang qua và nổ rất lớn. Hiện nay chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm trong vụ tấn công này, nhưng các nhân viên an ninh địa phương tình nghi Mặt trận Tự do Hồi giáo hiện đang kiểm soát một phần lãnh thổ Mindanao và một số đảo khác thuộc vùng quần đảo Phi Luật Tân đã thực hiện vụ tấn công này. Phiến quân Hồi giáo là một trong hai tổ chức duy trì cuộc kháng chiến lâu dài tại những vùng đất nghèo nhưng giàu tàn nguy của Phi Luật Tân, đã làm cho 2 triệu người phải di tản và triệt tiêu tiềm năng đầu tư vào các vùng mỏ ở phía nam có nhiều dầu khí và đất đai màu mỡ. Vụ tấn công này xảy ra chỉ một ngày sau khi bắt đầu tháng chay tịnh Ramadan của người Hồi giáo và sắp diễn ra cuộc hòa đàm giữa chính phủ và tổ chức phiến quân lớn nhất ở nước này là MILP tại Kuala Lumpur. Các nhà thương thuyết của hai bên dự tính sẽ gặp nhau trong nhiều vòng hội đàm trong ngày 15 tháng 8 tại Kuala Lumpur và chính phủ Phi Luật Tân sẽ để phiến quân tham gia đề nghị cơ cấu chính trị nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài 40 năm, làm thiệt mạng 120.000 người. Chính phủ nước này đã bộc lộ nỗi lo về sự hiện diện của nhiều nhóm nhỏ trong tổ chức MILP và nói rằng sự thành công của cuộc thương lượng hòa bình còn tùy thuộc vào việc phiến quân giải quyết những vấn đề có tính cách nội bộ. Phát ngôn viên của quân đội nói đã tịch thu được mảnh vỡ của 4 quả bom súng cối 81mm và một điện thoại cầm tay Nokia 5110 được dùng để kích nổ. Quả bom đặt trong một chiếc xe gắn máy hiệu Honda XRM đậu ở phía trước một tiệm bán súng ở thành phố Cotabato City. Cư dân ở Tân Cương luôn lo sợ sau các vụ tấn công, tin từ Kashgar.
lực lượng an ninh Trung Cộng đã đóng tại các khu vực trung tâm ở thành phố Kashgar ở miền Tây của Tân Cương kể từ sau các cuộc tấn công chết người vào hồi cuối tuần. Trung Cộng đã đổ trách nhiệm cho phiến quân Hồi giáo về các vụ tấn công đó, cho thấy sự gia tăng căng thẳng sắc tộc trong khu vực Hồi giáo Uyghur. Hơn 20 chiếc xe chống bạo động đã đậu tại quảng trường Nhân dân là trung tâm của thành phố, đối diện với một bức tượng của Mao Trạch Đông. Giới chức trách cho biết, kẻ tấn công dân người dân tộc Uyghur đã xông vào một tiệm ăn, giết chủ nhân và một người hầu bàn, sau đó chém chết 4 người trên con đường gần tiệm ăn vào hồi cuối tuần. Đây là một vụ bạo động mới nhất tại Tân Cương, là nơi người thiểu số Uyghur, phần lớn là người Hồi giáo nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, thường nổi lên, chống lại người Hán của Trung Cộng. Chính quyền địa phương đã dẫn những phóng viên bay tới đây để tường thuật về vụ việc, tới một bệnh viện nơi các nạn nhân đang được chữa trị. Các phóng viên nước ngoài đã bị cảnh sát chặn lại khi họ thực hiện các cuộc phỏng vấn tại Kashgar. Một số cư dân địa phương nói rằng họ đã được chính quyền cảnh báo không được nói chuyện với các phương tiện truyền thông. Anh Wang Jidong là một công nhân người Hán 20 tuổi ở tỉnh miền Trung Hà Nam đã bị thương trong vụ tấn công. Anh đang được chữa trị chấn thương ở đầu và mắt sưng đen tại một bệnh viện ở quận Nhất ở Kashgar vào ngày hôm nay. Các cư dân người Hán là dân tộc đa số tại Trung Cộng nhưng lại là dân thiểu số tại Kashgar vẫn đang gặp nhiều nguy hiểm. Ông Gong là một công nhân nhập cư từ tỉnh Tứ Xuyên tới cho biết ông vẫn luôn lo ngại sẽ có một cuộc tấn công bạo lực khác nhắm vào các cư dân Trung Cộng. Giới chức Trung Cộng đã cho rằng vụ tấn công do dân quân Hồi giáo Uyghur thực hiện để đòi quyền tự trị. Họ cho rằng những người cầm đầu đã được huấn luyện để chế tạo vũ khí và chất nổ tại Pakistan trước khi quay trở về Trung Cộng. Nhưng nhóm cánh hữu là nhóm Quốc hội Uyghur Thế giới đã đổ lỗi cho chính sách phân biệt chủng tộc của chính quyền Trung Cộng đã tạo ra một môi trường tuyệt vọng. Các tài xế taxi tại Trung Cộng đình công sang ngày thứ ba, tên từ Hàng Châu. Cho tới ngày hôm nay, thì cuộc đình công của các tài xế taxi tại thành phố du lịch Hàng Châu ở Trung Hoa đã kéo dài đến ngày thứ ba. Đây là cuộc đình công mới nhất, thể hiện sự thất vọng của những người lao động nhập cư đang phải vật lộn với chi phí gia tăng và lệ phí nặng nề. Hơn 100 taxi, phần lớn từ tỉnh Trung Hà Nam và gia đình của họ đã tập hợp dưới một cây cầu ở ngoại ô thành phố Thắng Cảnh, nằm cách Thượng Hải khoảng 190 cây số về phía Tây Nam, yêu cầu phải được trả lương cao hơn. Các tài xế taxi tại Hàng Châu nói rằng họ chỉ kiếm được khoảng 500 nhân dân tệ mỗi ngày, tương đương 77 Mỹ Kim, nhưng phải dùng gần 80% để chi cho xăng dầu và lệ phí mướn xe. Khoảng 1.500 tài xế bất mãn đã đình công vào giờ cao điểm vào buổi sáng hôm thứ Hai. Các tài xế nói rằng đã có thêm hàng ngàn người bỏ việc. Sở Giao thông Hàng Châu đã hứa tăng lệ phí đi xe taxi vào cuối tháng 10 và trợ cấp nhiên liệu tạm thời là 1 nhân dân tệ cho mỗi chuyến đi, nhưng nhiều tài xế taxi cho rằng điều đó vẫn còn quá ít. Nhiều tài xế muốn cơ quan chức năng tăng lệ phí đi xe taxi ngay lập tức. Chính quyền nhiều thành phố khác gần đây đã tăng lệ phí đi xe taxi. Thượng Hải là thành phố đông dân nhất và đắt đỏ nhất, đã tăng 2 nhân dân tệ vào tháng trước. Hạn hán nghiêm trọng tại Hoa Lục ảnh hưởng đến 4 triệu người, tin từ Bắc Kinh. Đợt khô hạn và thiếu mưa từ tháng 7 tại miền Trung và miền Tây Nam Hoa Lục đã gây nên nạn hạn hán trầm trọng, ảnh hưởng đến 4 triệu người dân trong nước. Đài phát thanh Hoa Lục ngày hôm qua nói tổng cộng 4.22 triệu hecta đất nông nghiệp và 3.88 triệu gia cầm khắp nước này bị ảnh hưởng bởi nạn hạn hán. Cơn khủng hoảng trầm trọng này khiến cho Phó Thủ tướng Huy Lai Danh Du phải lên tiếng kêu gọi tăng cường sự giúp đỡ của người dân ở các vùng hạn hán. Luồng gió nóng thổi qua làm cho 550.000 mẫu đất nông trại khô cằn và nứt nẻ tại tỉnh Gyeongju ở phía tây của Hoa Lục là một trong những vùng bị hạn hán nặng nề. Thông tấn xã Hoa Lục ước lượng khoảng 1.8 triệu người cần có nước uống riêng tại tỉnh Gyeongju và khoảng 520.000 gia đình đang bị thiếu nước. Quận Siphan ở ngoại vi thành phố Gyeongju bị khô hạn kéo dài đã làm cháy ruộng bắp và khô cạn hồ. Một số dân làng ở thị trấn Chuanxi ở tỉnh Hồ Nam đã dùng xe vận tải chở nước và thành lập các nhóm đi giao nước dọc theo các con đường bị hạn hán nặng nề nhất. Các viên chức thẩm quyền nói rằng nạn hạn hán gây ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế và làm thiệt hại khoảng 1.82 tỷ đồng nhân dân tệ, tương đương với 282.7 triệu Mỹ Kim.
hoa lục bị hạn hán hàng năm và tồi tệ nhất là ở vùng sông Dương Tử ở miền Trung nước này, tác động đến hàng triệu người và gia súc. Thổ dân Papua biểu tình đòi độc lập từ Nam Dương, tin từ Rajapura. Hàng ngàn người thổ dân Papua đã tuần hành trước Quốc hội địa phương tại thủ đô Papua ở Nam Dương ngày hôm qua để đòi độc lập. Quân đội Nam Dương đã siết chặt kiểm soát tại Papua, là vùng có trữ lượng vàng và kho đồng lớn nhất thế giới, hiện thuộc quyền sở hữu của một tập đoàn tư nhân. Tại Manokwari, là thủ phủ của tỉnh Tây Papua, khoảng 1.000 người, gồm những người đàn ông, đã nhảy múa và mang những quả bầu truyền thống diễn hành trên đường phố. Trong thời gian vừa qua, chính phủ và quân đội Nam Dương đã bị chỉ trích dữ dội về việc vi phạm nhân quyền tại tỉnh này sau khi Nam Dương chiếm cứ Papua vào năm 1969, từ tay của thực dân Hòa Lan. Quân du kích đã bị hạn chế hoạt động tại tỉnh này trong nhiều thập niên, nhưng vùng này lại thu hút các công ty đầu tư của Singapore và Hoa Lục đến với vùng đất thiếu thốn cơ sở hạ tầng. Quý vị vừa theo dõi phần tin Á Châu do bản biên tập của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại biên soạn. Xuân Phương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.